Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ngươi không sao chứ? Hạ Nghị, giao tiểu tử này cho ta đi, ngươi máu chuẩn bị cho ngươi đi. Những dược liệu vừa rồi vẫn còn ở trên giấy chứ? Không, vừa rồi luyện ra cấp bậc quá thấp. Cảm giác không thuận tay, ta cảm thấy cao giai tương đối thích hợp với ta hơn. Cao giai, phẩm giai dược liệu yêu cầu là đều đã viết ở trên giấy rồi, tổng cộng có 24 dược liệu. Một mặt chủ yếu là ngũ phẩm, còn lại toàn là tứ phẩm. Tứ phẩm. Hạ Nghị, hắn muốn luyện chế tứ phẩm đan dược. Có thể nói, ta mà nghiêm túc luyện chế mới thể thành công. Hơn nữa muốn luyện chế tứ phẩm đan dược thì ít nhất là phải có thực lực lửa bước đại lăng mới có thể thành công. Hạ Nghị, hắn thật sự là có lắm chắc hay sao? Nhưng mặc dù như vậy, những dược liệu mà ngươi muốn có chút đặc thù, đan hội chỉ có thể cung cấp ngũ vị dược liệu. Chỉ có ngũ vị. Ngươi nghĩ ngươi có thể luyện chế cao giai đan dược hay sao? Phế vật nhà ngươi, luyện chế tam phẩm đan dược còn tạc lò. Ta kiến nghị tước bỏ tư cách của hắn. Hắn chính là lãng phí tài nguyên của đan hội. Ngươi vừa nãy cũng tạc một nò không phải hay sao? Vắn ra chỗ khác cho ta. Ngươi. Hạ Nghị, đừng chọc hắn nữa. Dựa theo quy củ của đan hội, dược liệu không được cung cấp chỉ có thể tự mình chuẩn bị trước, nhưng không được rời khỏi sân của đan hội. Nếu ngươi không thay đổi đan phương, thì mau nhanh chóng đi tìm cách đi. Hạ huynh, đây là tam vị dược liệu tương đồng với ta. Huynh mang dược liệu dự phòng này của ta đi đi. Dược liệu dự phòng, ta lấy rồi thì ngươi phải làm sao bây giờ? Tình hình hiện tại của ta sợ là không còn sức để tiếp tục luyện chế nữa rồi. Trận thi đấu này liền giao cho huynh đấy. Được. Tám vị, hơn nữa đan hội ngũ vị. Vẫn còn lâu mới đủ à? Chỉ có thể làm như vậy thử xem. Các vị, nếu ai có thể cung cấp dược liệu mà ta cần, thì ta sẽ mua với giá gấp 2 lần thị trường. Từ từ, đừng đi à, này. Nào uy áp của đại năng. Ta xem ngươi có biện pháp gì. Cũng đúng, dưới uy áp của đại năng thì có bao nhiêu người dám liều lĩnh đâu. Là do ta đã quá ngây thơ rồi. Phần trên của Lăng La Hoa ta có thể cung cấp. Trong bảo khố của nhà ta có cái này, ta lập tức quay về nhà lấy. Mộng tiên giới có này. Trong đây có 2 dược vị mà ta có thể cung cấp này. Tìm chết. Ta nói này, hỏa khí lớn như vậy, không bằng cùng ta uống ly trà trừ hỏa. Thế nhưng, không phải ta sợ ảnh hưởng đến hắn luyện đan, ta cũng không giữ lại sự điềm tĩnh đâu. Hạ huynh, huynh xem đây có phải là dược liệu mà huynh cần hay không? Cái này ta có, còn có ta nữa. Chậm, chậm lại một chút. Ta còn phải mang tiền trả cho các ngươi nữa. Hạ huynh, bọn ta không cần tiền của huynh. 6 tiểu châu liền giao phó cho người. Đa tạ. Lăng La Hoa, vỏ cây hy mộc. Phân tuyết niên ngàn năm, tử căn cần quả. Thanh diệp hồng ngọc thảo. Ở đây tổng cộng có 13 vị, còn thiếu một vị. Xin hỏi có ai có tam sắc huyền hoa? Ta ra giá gấp 10 lần thị trường, cộng thêm 10 phần pháp khí mang theo. Ta có. Viện trưởng, người có sao? Vừa từ học viện mang đến, đừng hỏi nhiều, ngươi mau đem đi luyện chế đi, đừng lãng phí thời gian. Vâng. Tam sắc huyền hoa là dược liệu mấu chốt cho việc tấn thăng của ngươi. Nếu hắn biết điều này, chỉ sợ hắn sẽ không muốn đi nữa. Ngươi hẳn nào biết thành tựu của Hạ Nghị càng lớn, lần này đi qua, chỉ sợ sẽ là càng ngày càng xa hơn. Ngươi sẽ không hối hận đấy chứ? Sẽ không hối hận. Bởi vì hắn đã từng nói, hắn muốn chiến thắng. Hỏa khởi. Đây là hy hỏa, viêm đế vì hồng, huynh đế vì hoàng. Mà ngọn lửa này có kim sắc,
Liên Na Hồng Hoàng kết hợp. Hy hỏa là văn minh chi hỏa chiếu sáng trong đêm tối. Đối với cảnh giới luyện đan của sáu tiểu châu mà nói, trong đêm tối bọn họ mong muốn được chiếu sáng. Ý cảnh tương hợp, ngộ ra đạo vận, mới xuất hiện ra ngọn lửa này sao? Không hổ là tiên thiên đạo thể, vậy mà lại có phương pháp cảnh giới trước tiên cảnh đại lăng. Lui xuống. Toàn bộ lập tức xa quảng trường đan hội 300 mét. Là đan quang, đan kiếp sắp xuất hiện khi ngưng tụ đan tả. Thiên kiếp sẽ xuất hiện. Ninh đan độ kiếp, xem ra việc giết hạ nghị ở trong đan hội này không còn quan trọng nữa. Cướp ninh đan này mới chính là thứ ta cần làm bây giờ. Ngưng đan. Bắt đầu. Lôi kiếp, đan nô sẽ không kháng cự được đâu, mau xuống đi. Chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Đan nô không xuống được đâu, hạ nghị, mau đi chấn thiên kiếp đi. Cái gì? Mau đi chấn thiên kiếp, hảo. Ây, ta cháy đen rồi. Ngươi muốn ta chắn bao lâu hả? Ta không biết nữa, đạo lực của ngươi không đủ. Đan dược cần thời gian để hấp thu nôi kiếp này, cho tới lúc đó ngươi cứ chắn là được. Không đủ cái rắm, ta nghi ngờ ngươi công đầu thù riêng. Quá là cảm động, ta phải dùng lưu ảnh thạch ghi lại, cho đời sau cùng tiểu bảo bối hào hào học tập. Ai, nó, ta, cái gì mà luyện đan sư, đây mới chính là luyện đan sư đích thực. Kết thúc rồi sao? Có lẽ là vậy rồi. Hạ nghị, đã tạ ngươi tặng ta, linh đan này sẽ là của ta. Mỗi năm về sau, ta sẽ đốt cho ngươi và sắp tiền âm phủ với vàng mã. Ngu ngốc! Con mẹ nó! Từ Châu, ngươi được lắm. Ngươi mãi quấy rối đan hội. Nếu mà ngươi còn dám dây dưa với hạ nghị, ta sẽ liền gọi toàn bộ ngũ phẩm luyện sư, toàn bộ không luyện đan nữa, cho tới khi ngươi thực hiện yêu cầu của ta, yêu cầu chỉ một. Lấy đầu hóa hư kỳ của lôi tộc hoặc là tư đồ ra tới trao đổi. Lần trao đổi này ta thích, ngươi mau chuẩn bị thứ để trao đổi đi. Đấu chiến huyền tông ta nóng lòng muốn thử rồi, bọn ta cũng đang thiếu ngũ phẩm luyện đan sư đó. Các ngươi, đừng cố mà. Ngươi mau thu tay lại đi. Sau khi đan hội kết thúc, ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ thì phải tùy cơ ứng biến. Nhưng mà, ta nói bỏ đi. Xem ra đại năng của tư đồ gia không đơn giản như ta nghĩ. Về sau rồi tính toán với bọn chúng, hạ nghị, ngươi hãy giới thiệu sơ qua về đan dược của mình đi. Đây là huyết mạch đan. Tuy nó vô dụng với võ giả đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng nó có thể bổ sung một lượng lớn huyết khí cho bản thân người sử dụng. Rất tốt đối với người có huyết mạch, nhưng chưa thức tỉnh huyết mạch chi nực. Thức tỉnh huyết mạch chi nực. Dược tính của nó quả nhiên là mơ hồ như vậy. Hảo một cái huyết khí mạch đan. Bù vào khiếm khuyết, đều có thể kích hoạt một chút huyết mạch của ta. Loại đan dược này, cũng phải tầm 100 vạn ninh thạch trở lên. Đối với các gia tộc có huyết mạch cường đại mà nói, đây là thứ vô giá. Quý phẩm giai không phải là ngũ phẩm đan dược, nhưng giá trị lại vượt qua đại đa số đan dược khác. Lần này tham gia đan hội, có thể luyện ra siêu việt trung giai đan dược, ta sẽ báo cáo cho cấp trên đánh giá. Nếu không có chuyện gì xảy ra, sáu tiểu châu đan hội, hạ nghị hạng nhất. Tốt quá rồi, sáu tiểu châu đan hội lần này, sư huynh hạng nhất. Không hổ danh là sư huynh, dựa theo tình hình của sư huynh. Tiếp theo, chỉ sợ là mình sẽ gặp lại huynh ấy ở sáu tiểu châu. Không biết, chờ đến lúc đó rồi, có thể nhận ra nhau hay không? Phải đi rồi sao? Bước lên phía trước, hỏi tên của ta đi. Cũng đúng, đây là thói quen của Lâm Giảng Sư. Lần trước ta đã bỏ lỡ một cơ hội hỏi tên của cô. Có điều, tại sao Mỹ Nệ cô nương lại mang mưa đến cho hoa lề? Huynh không làm sáu tiểu châu thất vọng thật tốt quá.
sau khi đan hội kết thúc ngươi sẽ làm gì? Lão Phu có việc muốn thương lượng với ngươi một chút, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của Lão Phu hay không? Ta... Nhưng mà ta thậm chí còn chưa thể thành đan. Bởi vì đan kiếp của hạ nghị lần này, hầu như mọi người cũng chưa thể thành đan. Mặt khác không thể nào nhìn ra thiên phú của người khác bằng thứ tự được. Nhưng thiên phú của người, Lão Phu lại rất là xem trọng. Tuy rằng cũng có nguyên nhân khác. Lai Tự Vương Kiếm, kênh nguy hiểm. Việc lôi tộc được tham gia cuộc thi cũng là do ta nhận lời, dẫn đến đan dược của ngươi bị hủy. Theo lý thì ta nên chịu trách nhiệm mới đúng. Vậy thì ngươi đi mà chịu trách nhiệm đi à? Nhưng so với ta, không phải hạ huynh sẽ thích hợp hơn sao? Hạ nghị sao? Con mẹ nhà nó, làm ta bị giật cho tê luôn. Đúng là phế thải đan dược, không luyện nữa. Với cách làm của tông chủ bọn ta trước đây, chỉ sợ hạ nghị sẽ không liên quan gì tới ứng đan tông của bọn ta cả. Huống chi tạp niệm của hắn quá nhiều, tâm tư của hắn cũng chưa từng đề cao việc luyện đan. Mà ngươi lại rất có thiên phú, lại dám lấy thân cầu đạo. So với hắn thì ngươi lại càng thích hợp làm đệ tử của ta hơn. Đùa thôi, dù sao nó cũng là vài trăm vạn linh thạch. Chờ đến hóa hư cảnh, ta sẽ dùng nó để thức tỉnh huyết mạch. Phần thưởng của hạng nhất đan hội sắp giúp ta phát tài rồi. Nhân tiện vương trưởng lão, ta có thể chính thức nhập môn rồi đúng hay không? Không sai. Muốn chính thức nhập môn thì ngươi phải hoàn thành nghi thức sau đó mới hồi tông. Nhưng thiên địa chi lực của sáu tiểu châu đang phục hồi. Tông chủ muốn ta dẫn ngươi đi tham quan sáu tiểu châu trước, sau đó mới trở về. Đúng lúc lắm. Lúc sau về tam đại châu ta cũng sẽ ít khi có dịp như hiện tại. Ta muốn đi gặp gỡ sáu tiểu châu. Ngươi thật sự nào muốn đi như vậy à? Với sức chiến đấu của giới trẻ sáu tiểu châu, ngươi đã tính toán xong phần mấu chốt. Lại mang thêm cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Huống chi đấu chiến huyền tông ta đã quyết định thu nhận ngươi. Đúng rồi, hay là ngươi muốn giúp đại dễ học viện lấy lại thứ hạng? Không phải, tuy rằng sắp tới ta sẽ ở lại đại dễ học viện nghỉ ngơi một thời gian, nhưng lúc sau ta sẽ rời đi. Đại dễ học viện sẽ có người khác tham gia. Ở đó đối với ta, có chi ngộ chi ân cần phải báo đáp. Là cho ta gia nhập một cái tông môn, Thanh Phong Phái, nơi tất cả bắt đầu. Một tháng sau, sư huynh, ta thật sự là ăn không vô mà. Đây đều là những thứ mà ta vất vả luyện chế vì ngươi đấy, là thứ tốt có thể nâng cao thực lực. Người khác muốn ăn còn không có cơ hội, ngươi không thể nào phụ lòng hảo tâm của ta được. Không có ai cho đan dược mà như cho lợn ăn giống như huynh đâu, chỉ đơn giản vậy thôi. Đại dễ học viện gặp sáu tiểu châu nên có thể dựa vào người. Há mồm ra, nói a nào. Hơm. Ơi, Lâm giảng sư thật là trùng hợp. Tiểu tử, ngươi biết rõ ta đang trốn, là ngươi cố tình đúng không? Sâu quá sâu quá. Trốn tránh ta vì cái gì? Cái này. Lần nào gặp ngươi, ngươi đều đánh ta, bị ngươi chà đạp lâu rồi. Vẫn là có chút e sợ. Quên đi, sắp đến giờ rồi, hôm nay đừng đánh nhau, nhắm mắt lại và ta sẽ mang cô đi tới một địa phương khác. Cô cũng quá nghe lời rồi đó. Nhưng ta nói thật đấy, cô không sợ ta đem cô đi bán hay sao? Không sợ. Vậy thì đi thôi. Bắt ta ăn đan dược, còn muốn bắt ta ăn cẩu nương. Đây là loại cảm giác gì? Cảm giác? Có một mùi hương rất là quen thuộc. Được rồi, cô hãy mở mắt ra đi. Đây là... là dược liệu mấu chốt nhất ở Tam Sắc Huyền Hoa, là thứ cô đang rất cần. Ta phải ép hỏi viện trưởng Tam Sắc Huyền Hoa từ đâu mà đến. Chẳng qua Tam Sắc Huyền Hoa quá hiếm, ta thật sự là tìm không được. Cho nên ta đã tự tay gieo những hạt giống của Tam Sắc Huyền Hoa. Tam Sắc Huyền Hoa là từ tam sắc cánh hoa biến dị mà thành. Tuy rằng xác suất cực thấp, nhưng nếu như là chắc cũng tính là thành công rồi. Sau khi ta đi, cô nhớ dành chút ít thời gian đến nơi này chăm sóc. Không. Ta cũng có thể không cần tam sắc huyền hoa. Ngươi muốn nhìn thấy ta cũng có thể đi tìm.
Ngươi không muốn đánh nhau ta cũng có thể giảm số lần, nhưng mà ngươi đừng, ngươi có thể đừng. Ngươi có thể đừng đi có được hay không? Xin lỗi. Vì cái gì? Rõ ràng là ta nhặt ngươi về đại dễ học viện. Lần đó là do ta đi dã ngoại uống say. Rõ ràng là ngươi đã nói có thể đáp ứng yêu cầu của ta. Và lâu hơn nữa. Duy nhất cái này. Ta hiện tại không thể nào báo đáp được. Vì ta còn có một chuyện phải làm. Còn có người đang chờ ta. Phải đi rồi. Bước lên phía trước hỏi tên của ta đi. Cũng đúng. Đây là thói quen của Lâm giảng sư. Lần trước ta đã bỏ lỡ một cơ hội hỏi tên của cô. Có điều tại sao mỹ nệ cô nương lại mang mưa đến cho hoa lề? Tại hạ lãng tử hạ nghi. Cho hỏi mỹ nữ tên là Lâm. Lâm Liệm Tình. Sau sẽ gặp lại.